Ngôi trường chuyên nghiệp sẽ như thế nào? Sau khi học hết cấp 2, cấp 3, các em sẽ băn khoăn không biết chọn trường nào, ở đâu. Để các em dễ dàng hơn trong việc lựa chọn trường, ngành nghề cho tương lai, hôm nay thầy xin giới thiệu ngôi trường của thầy để các em có thêm sự lựa chọn nhé. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên được thành lập năm 1963, đến nay tròn 60 năm xây dựng và phát triển là cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề tiên tiến hiện đại, hội nhập quốc tế, đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các bậc đào tạo ở các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với ngành nghề, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Trải qua 60 năm hình thành và phát triển với nhiều thế hệ được đào tạo ra trường, nhà trường đã khẳng định được tên tuổi, thương hiệu và là đơn vị tạo nguồn cán bộ cho tỉnh Điện Biên. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên là một điểm đến lý tưởng cho các bạn học sinh sinh viên để học tập và thắp sáng ước mơ của mình. Mời các em theo chân thầy xem nhà trường có gì nào. Đầu tiên là tòa nhà số 1. Đây là, là nơi làm việc của các phòng chức năng của nhà trường. Tiếp theo là tòa nhà số 2 là phòng quản lý đào tạo là nơi đảm bảo chất lượng đầu vào, đầu ra của các bạn học sinh sinh viên. Đây là khu giảng đường khang trang sạch sẽ, cây xanh phủ bóng mát, là nơi học tập, trang bị kiến thức cho các bạn học sinh sinh viên. 100% các phòng học có máy chiếu hiện đại. Ở đây có phòng thực hành kế toán, bán hàng trong siêu thị, giúp các bạn học sinh sinh viên được thực hành thực tế. Nhà thư viện được xây dựng 5 tầng, đây là nơi làm việc của các khoa, thư viện trường và là nơi học tập các môn thực hành của ngành chăn nuôi thú y, tin học ứng dụng, hướng dẫn du lịch, pháp luật, dịch vụ pháp lý, xây dựng, hành chính văn phòng. Đầu tiên ta đến với thư viện, rộng, sạch sẽ, trang trí bắt mắt, có điều hòa, có mạng wifi miễn phí. 100% các môn học đều có giáo trình phục vụ việc giảng dạy và học tập của giáo viên và các bạn học sinh, sinh viên. Đây là phòng thực hành chăn nuôi thú y. Các bạn khi tham gia học thực hành yêu cầu phải mặc đồ bảo hộ nhé. Phòng học rộng rãi, đồ dùng thí nghiệm đầy đủ, máy móc hiện đại. Đây là phòng xử án của ngành dịch vụ pháp lý và pháp luật. Các bạn thấy sao? Có phải giống một phòng xử án thu nhỏ không? Dù nhỏ nhưng rất đầy đủ. Các bạn học sinh đã chia sẻ với thầy. Mình học ngành dịch vụ pháp lý, lần đầu được ngồi trên cái ghế to to trên kia, vừa run vừa sợ nhưng giờ quen rồi, giờ còn ước rằng khi ra trường mình sẽ được làm ở vị trí đó để đem lại công bằng cho xã hội. Đây là ba phòng máy tính thực hành ngành tin học ứng dụng, hành chính văn phòng và xây dựng, kế toán. 100% các máy đều có kết nối internet giúp các bạn học tập để soạn thảo văn bản, thiết kế, thực hành nghề nghiệp và photoshop. Đây là phòng lab các em nhé là phòng thực hành của ngành hướng dẫn du lịch. Đeo mic vào, đeo tai nghe vào nào. Đeo thêm cái loa. Các em thấy bạn học sinh này có giống người hướng dẫn viên chuyên nghiệp chưa? Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các khu học thực hành của các nghề nhé. Đây là hội trường số 5 nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội nghị, tổng kết, khai giảng. Phía sau có phòng học múa và phòng học đàn dành cho các bạn học sinh ngành quản lý văn hóa, là nơi các bạn thực hiện biên đạo, biểu diễn các bài nhảy, múa và học đánh đàn oca, luyện thanh. Đây là khu nhà lưới thực hành ngành trồng trọt và lâm nghiệp. Đây là sản phẩm của các bạn học sinh thực hành các môn đã học. Cây xanh tốt, rau tốt chưa này. Đây là khu thực hành ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Các bạn được thực hành thực tế với công việc dưới sự chỉ bảo của thầy cô là nơi đào tạo ra các kỹ sư xây dựng để quản lý và tạo ra các tòa nhà cao tầng. Cuối cùng là dãy nhà thực hành của các ngành chăm sóc sắc đẹp như kỹ thuật vẽ móng, trang điểm thẩm mỹ, thợ tóc chuyên nghiệp. Đây là hình ảnh các bạn học sinh đang học thực hành rất chuyên nghiệp phải không các bạn? kia là khu ký túc xá vừa được tu sửa, sơn sạch sẽ là điểm check-in lý tưởng của các bạn học sinh sinh viên. Cảnh về đêm lại càng thêm phần long lanh và huyền ảo. Quanh sân trường còn có các nhà, các môn thể thao như cầu lông, bóng truyền, bóng rổ, bóng đá và các máy tập thể dục nữa. Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên, địa chỉ giáo dục đáng tin cậy là sự lựa chọn sáng suốt uy tín, chất lượng, trách nhiệm xã hội. Còn chân chừ gì nữa mà không đăng ký về ngôi trường chung Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên. Xin chào và hẹn gặp lại các em.